Nếu anh chị muốn cải thiện vốn tiếng Anh của mình nhưng lại không có thời gian tham gia các lớp học trực tiếp, online hay offline, tự học thì lại không có động lực hay là bị rối nuôi bởi một mớ các kiến thức từ Internet, thì khóa học luyện phát âm Yêu Tiếng Anh Lại Từ Đầu sẽ là một lựa chọn tối ưu dành cho anh chị. Khóa học này bao gồm 52 bài học được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, chi tiết dựa trên bản phiên âm quốc tế IPA. Được thiết kế theo dạng chuỗi video rất chi tiết và ngắn gọn, bao gồm 3 phần. Phần 1 là lý thuyết cơ bản về từng âm. Phần 2 là mình sẽ thực hành phân biệt từng âm và từng câu. Phần 3 đó là phần chỉnh sửa phát âm cho một số học viên. Cup, cup, hat, hot. Điều đặc biệt của khóa học này là học viên có thể tương tác trực tiếp với giáo viên sau buổi học bằng cách gửi video bài tập về nhà. Giáo viên sẽ chỉnh sửa chi tiết từng lỗi sai trong video đó. Khóa học sẽ giúp cho anh chị đập gạch xây lại nền tảng phát âm tiếng Anh của mình ngay từ đầu. Khi mình phát âm chuẩn rồi thì kỹ năng nói và kỹ năng nghe cũng được cải thiện ở một mức đáng kể. Chỉ với một chi phí vô cùng hợp lý, anh chị có thể học online mọi lúc mọi nơi qua video, được tương tác trực tiếp với giáo viên qua việc sửa bài tập về nhà. Và quên rồi thì có thể học lại, khóa học này được học đi học lại trọn đời. Còn chần chừ gì nữa, nếu anh chị quyết tâm muốn cải thiện phát âm tiếng Anh của mình, hãy để lại bình luận ngay bên dưới hoặc gọi vào số hotline để được tư vấn cụ thể hơn anh chị nha.